nhớ Giáng sinh mình trao ai ái tình, và liền hôm sau lỗi hẹn họ không tới bên mình. Đến nay để đôi mắt thôi cay, tim hồng sẽ lại trao ai ái tình. Nhớ Giáng sinh mình trao ai ái tình, và liền hôm sau lỗi hẹn họ không tới bên mình. Đến nay để đôi mắt thôi cay, tim hồng sẽ lại trao ai ái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.